Chào thầy cô và tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Doan, sinh viên khóa 1 của trường đại học Edic Lớp K1 Happy. Mã số sinh viên của mình là COV019HP08. Và sau đây ở trong video này, mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể tạo ra một growth ramp thông qua localhost. Và tất nhiên khi mà chúng ta làm những cái phương pháp này thì sẽ có một số những công cụ cũng như là một số phần mềm hỗ trợ. Vậy thì nếu bạn nào cần và bạn nào có hứng thú đối với các phần mềm đó thì hãy comment comment ở dưới thì mình sẽ gửi file cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, trước khi mà các bạn muốn tạo lập roadmap thông qua localhost thì các bạn cần phải tải cho mình phần mềm Sam Container. Và các bạn khi mà các bạn tải về xong, các bạn lưu ở ổ C và các bạn kích hoạt cho mình hai cái dòng đầu này nhá. Khi mà các bạn chưa kích hoạt thì ở đây sẽ hiện chữ là start nghĩa là bắt đầu đấy. Và khi mà các bạn kích hoạt xong thì nó sẽ hiển thị thành stop. Và tất nhiên khi mà hai cái dòng này nó chuyển xanh, nghĩa là SAM của bạn đang chạy và hoạt động bình thường. Thứ hai, SAM của bạn đang phù hợp với cả phần mềm của máy. Còn một số máy tính khác, nếu như mà các bạn không chạy được SAM thì các bạn có thể thử là vô hiệu hóa từng lửa một lúc xem, hay là các bạn có thể tìm và tải một phần mềm SAM khác phù hợp với kết cấu nên với phần mềm của máy tính của các bạn hơn. Vậy thì sau khi kích hoạt thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Khi mà các bạn kích hoạt xong, các bạn vào ổ C cho mình, vào SAM này, rồi các bạn tìm htdoc, các bạn vào. Và khi mà vào đây, các bạn tạo cho mình một cái new folder. Thì tên của cái folder này các bạn có thể làm tùy nhá. Nếu như mình có thể tạo là A, IB chẳng hạn. Đó, mình thích. Tiếp theo, khi mà các bạn tạo folder xong, các bạn quay trở lại cho mình phần download. Thì phần download này sẽ có một folder là WordPress. Vậy thì mình sẽ nhấn vào và mình copy hết tất cả các này. Ok, rồi mình quay lại trở lại ổ C, mình lại quay trở lại cái file AIB mà mình đã lưu từ ban đầu nhé. Mình Ctrl V này, copy paste này. Và bây giờ cái chúng ta cần là phải đợi cái này nó chạy xong đã. Chạy được đủ 100% thì chúng ta mới bắt đầu gọi là kích hoạt được. Ok, vậy là xong rồi. Vậy thì các bạn tạm thời tab xuống nhá. Các bạn vào trình duyệt. Trình duyệt nào nữa, các bạn gõ cho mình chữ localhost. Localhost đây. Các bạn nhấn enter này. Và phần my admin này. Rồi các bạn chọn cho mình cái ngôn ngữ mà các bạn cảm giác ok nhá, cái ngôn ngữ mà các bạn hiểu á. Đó chính. Ở đây thì mình chọn là tiếng Việt nhá. Mình chọn vào cơ sở dữ liệu này. Tên cơ sở dữ liệu đó chính là tên của folder lúc nãy mà mình đã lưu á. Thì mình sẽ chọn ABI. Cái ở đây các bạn chọn cho mình đó chính là UTF-8 Unicode CE. Đó, các bạn tạo này. Ok, và các bạn cho sang cho mình một tab mới. Các bạn cũng vào ghi localhost. Nhưng cái localhost này nó sẽ khác. Đó, localhost này. Gạch chéo tên cái folder của bạn AIB. Các bạn nhấn enter này. Cái này mà sang cái tab này nếu như mà của bạn mà chạy thành công á. Đấy. Rồi các bạn chọn cho mình tiếng Việt nhá. Tất nhiên là các bạn muốn sử dụng ngôn ngữ nào thì các bạn chọn thôi. Ở đây thì mình chọn tiếng Việt này. Tiếp tục. Gọi như là khi mà bạn vào được đến cái tab này, bạn vào được đến đoạn này, nó coi như là WordPress của bạn nó gọi là đã thành công rồi. Thực hiện ngay. Đấy, ok. Tên data table. Tên data table nghĩa là tên cái new folder lúc ấy của mình á, AIB. Tên người dùng. Các bạn điền cho mình là chữ root nha. Mật khẩu các bạn xóa tạm đi, chúng ta không cần. Và đi gửi này. Và chúng ta vào bắt đầu cài đặt. Bắt đầu cài đặt đây có tên website. Tên các website của bạn là gì? Mình gọi là edx.hưng.giáo.dục. Tên người dùng, đó là tên của các bạn hay tên mất của một ai đó, chỉ cần các bạn viết không dấu là được. Các bạn chọn luôn mật khẩu này cho mạnh nhé. Còn email của bạn đấy, các bạn cứ chọn thế thôi. Rồi các bạn nhấn cài đặt WordPress. Đó, các bạn nhớ update password rồi các bạn đăng nhập vào hộ mình này. Ô
Ok, đến đây coi như là các bạn đã tạo lập cho mình xong cái WordPress rồi. Giờ các bạn chỉ cần gọi là cài đặt làm sao để khi mà chúng ta bấm vào cái WordPress này á, thì nó sẽ hiển thị ra cái gọi là thiết kế. Đấy, thiết kế của WordPress. Thì bởi vì mình đang làm một cái WordPress này dựa theo cái WordPress Đại học EDX, cho nên là tí nữa mình chọn cái phần giao diện thiết kế á, thì mình sẽ chọn là giao diện của newspaper, nghĩa là cái dạng tin tức á. Đấy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một giao diện theo kiểu dạng newspaper nhé. Các bạn chọn cho mình phần giao diện này, bấm vào đây, xong rồi các bạn chọn thêm mới. Rồi các bạn chọn tải giao diện lên. Các bạn thấy choose file này không? Các bạn bấm vào đây nhá. Thì mình sẽ chọn một cái file là newspaper, cái dạng file zip của newspaper. Ok, để mình xem mình đã lưu nó ở đâu nè. Rồi, đây. Cài đặt. Kích hoạt. Rồi, khi mà các bạn đến đây rồi, các bạn bấm cho mình install nha, để nó chạy hết 4 cái này. Ok, vậy là 4 phần của mình đã tải xong rồi. Khi mà ấy tải xong, mình sẽ chọn vào... Rồi, ok. Khi mà các bạn chạy xong 4 cái nó hiện ra đây rồi đúng không? Thì các bạn bấm cho mình Activate Now. Rồi nó sẽ hiện ra đây. Đấy. Nó hiện ra Exception. Và cái này nó yêu cầu bạn cần phải có một mã code đúng không? Nhưng trước khi bạn điền mã code thì các bạn đã hãy chạy xuống hộ mình tip đoạn dưới này, cuối trang này, active the manually. Đấy, các bạn xuống đây các bạn bấm vào hộ mình. Thì các bạn sẽ thấy một dòng mã code đây đúng không? Thì để mà có thể sử dụng được cái dòng mã code ý. Thì để có thể sử dụng được một cái dòng mã code server ID này, các bạn copy hộ mình nha, copy và các bạn sẽ paste vào cái trang này này, m.vuiz.net. Đấy, các bạn copy tìm trang này và các bạn thấy cái dòng user ID không? Các bạn copy paste hộ mình vào đây nha. Các bạn nhấn creation thì đây nó sẽ hiện ra cho bạn ba dòng mã code, thì nó sẽ tương ứng với cả đây ba dòng mã code ở đây đúng không? Đây thì các bạn bỏ dòng đầu nhá, bởi vì dòng đầu sẽ giống với của chúng ta rồi. Giống với cả cái trang này của chúng ta rồi. Và chúng ta chỉ cần dùng hai dòng sau. Các bạn copy tương tự cả từng dòng một nha. Khi mà các bạn copy paste xong, các bạn nhấn active của mình. Rồi nhấn ok. Mà chúng ta active xong, các bạn có thể thấy ở đây đã hiện xanh rồi này. Đấy. Vậy thì các bạn vào lại cho mình preview website nhá. Đấy, các bạn thấy nó màu xanh chưa? Các bạn bấm hộ mình cái preview đầu luôn, bởi vì tại sao mình đang làm mình đang thiết kế cái giao diện của cái WordPress này giống với cả cái của EDX Trấn Hưng Giáo Dục á. Đấy, thì mình sẽ chọn cái dạng hiển thị đầu tiên, đó chính là dạng như dạng thiết kế đầu tiên, và mình bấm install đây, mình bấm yes. Và giờ thì chúng ta chỉ việc làm đó chính là chờ cái này chạy thôi.
Và khi cái giao diện này chạy xong rồi đấy, thì để muốn xem nhá, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào cái hình ngôi nhà của Edit chiến lược giáo dục này. Đây, các bạn có thể thấy đây chính là cái giao diện của cái WordPress khi mà mình chọn cái dạng thiết kế giống của đại học Edit. Và để có thể so sánh rõ hơn thì mình có thể bấm cho các bạn xem sự giống nhau của đại học, của trang web đại học Edit với cả cái giao diện mà lúc nãy mình thiết kế nhá. Đây là trang chủ rồi. Các bạn đã thấy không? Có nét giống này. Riêng ở phần đầu này chúng ta thấy khá là giống. Đấy. Với cả những cái phần dưới này. Đó, các bạn thấy không? Tất nhiên là mình sẽ không sử dụng những cái này hết, mà mình về sau khi mà trong quá trình mà mình thiết kế thì mình sẽ thay đổi lại một chút để làm sao mà cho giống với cả trang web của Đại học Edit để chúng ta có thể dễ nhìn hơn. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ở trong video này. Thì cảm ơn thầy, cô và tất cả các bạn đã đón xem nhé.